Kể chuyện Bác Gấu Đen và Hai Chú Thỏ. Xin chào cha mẹ và các con thân mến. Xin gửi đến cha mẹ và các con câu chuyện Bác Gấu Đen và Hai Chú Thỏ do tác giả Dương Đình Hy sưu tầm. Nằm trong chủ đề động vật mà các con được học tại trường, cha mẹ hãy kể cho con nghe và tập cho con kể lại câu chuyện này nhé. Chúc các con và cha mẹ có những giờ kể chuyện thật nhiều niềm vui. Câu chuyện Bác Gấu Đen và Hai Chú Thỏ, Dương Đình Hy sưu tầm. Trời mưa to như trút nước, gió thổi ào ào, bẻ gãy cả cành cây. Gấu đen đi chơi về ướt lướt thước, nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt. Bác gấu chạy mãi trong rừng để tìm chỗ trú nhờ. May quá, nhà của thỏ nâu đây rồi. Cốc cốc cốc. Thỏ nâu đang ngủ liền tỉnh dậy, gắt gỏng hỏi: "Ai đây?" "Bác gấu đen đây. Mưa to quá, cho bác trú nhờ một đêm." Thỏ nâu không mở cửa, nó cầu nhàu: "Không trú nhờ được đâu. Người bác to thế kia, bác sẽ làm đổ nhà của cháu mất." Bác gấu đen van nài mà không được nên buồn rầu bước đi. Bác gấu đen đi mãi, vừa mệt vừa ướt. Bỗng nhiên bác gấu đen nhìn thấy có một ngôi nhà, đó là nhà của thỏ trắng. Bác gấu đen lại gần và rụt rè gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. "Ai đấy?" "Bác là gấu đen đây, cho bác vào trú nhờ có được không?" Thỏ trắng bước ra mở cửa. "Ô, chào bác gấu đen, mời bác vào đây, bác ướt hết rồi." Thỏ trắng dắt bác gấu đen vào nhà, kéo ghế mời bác ngồi trước bếp lò. Bác gấu đen hơ người một lúc, nước mưa trên mặt trên cổ cũng khô. Trong khi bác gấu đen sưởi ấm, thỏ trắng bưng ra một đĩa bánh mời bác gấu đen ăn. Bác gấu đen cảm động nói: "Cảm ơn thỏ trắng." Bác gấu đen ăn xong, thỏ trắng và bác gấu đen cùng đi ngủ. Nửa đêm bão nổi lên ầm ầm, cành cây kêu răng rắc, có tiếng đập cửa thình thịch. "Bạn thỏ trắng ơi, cho tôi vào trú nhờ với, nhà tôi bị đổ mất rồi." Bác gấu đen vội choàng dậy, chạy ra mở cửa. Thỏ nâu vừa khóc vừa kể với bác gấu đen và thỏ trắng. "Hu, hu, hu. Nhà cháu bị đổ mất rồi, làm thế nào bây giờ?" Bác gấu đen kéo thỏ nâu đến bên đống lửa an ủi. "Cháu sưởi ấm người đi. Nhà bị đổ à? Lo gì, sáng mai bác sẽ làm lại cho cháu." Thỏ trắng cũng nói: "Bạn đừng lo, sáng mai tôi cũng sẽ giúp bạn làm lại nhà." Thỏ nâu sưởi một lúc, nước mưa trên người đã khô. Lúc này thỏ nâu mới ân hận là đã đuổi bác gấu đen. Thỏ nâu ngập ngừng định xin lỗi bác gấu. Thỏ nâu đừng buồn, bác không giận cháu đâu. Thôi, bác cháu ta đi ngủ, kẻo khuya quá rồi. Đêm hôm ấy, thỏ nâu và thỏ trắng ôm bác gấu đen ngủ ngon lành. Câu chuyện Bác Gấu Đen và Hai Chú Thỏ đến đây là kết thúc. Qua câu chuyện, muốn các con phải biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn và hoạn nạn. Kính chúc cha mẹ và các con có nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.